nhớ mai hôm nào cả bên nhau mà ta như trắng, muốn cho nhau cứ mãi hững hờ qua từng ngày ta cứ ngó lơ. Ghét nhau lúc đầu anh ở đâu rằng ta sẽ nhớ, mà sao em cũng ngờ cứ là mơ tình bất ngờ. Rồi em mới hay tình yêu bắt đầu khi tiếng cười em vút bay, làm anh ngẩn ngơ anh cứ vờ như không nhớ. Hẹn hò em rồi nói vu vơ với em, người cứ treo treo suốt đêm và chẳng bao giờ nói thêm. Rồi một đêm người nắm tay em rất lâu, làm trái tim chợt xuyến sao ngước lên nhìn mắt nhau. Bóng trăng đã tàn trời về khuya dường như muốn nói, ta về thôi thế sao vẫn ngồi, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt môi thật nồng say một nụ hôn từ những mơ. Biết em đã yêu anh từ lúc này, và anh đã đến với em nồng say. Nào em có hay lúc không còn yêu đau lòng thế này? Dù em đã biết cho yêu anh nhiều, và em đã thấy buồn lại rơi trên đôi hàng mi cay, cần một vòng tay yêu thương nồng say say. Tình mình còn đây nhưng anh đổi thay, không thương anh không nhớ anh không cần trái tim em. Chiều buồn lại rơi đôi môi lại run lên, cần một nụ hôn cho ta ngừng tranh vênh. Còn đợi chờ chi anh không còn yêu em, nhưng em quá yêu đôi thương em tiếc nuối vì em đã quá yêu anh.
Một ngày dường như quá dài. Ngày anh bước đi, nắng không thèm buông lưng lờ trước thềm. Lặng im không nói, nói với em một câu. Nhìn đôi mắt sâu, biết không phải anh như là lúc đầu. Còn mong chi nữa, sâu yêu hôm nào. Còn mong chi nữa, chiều buồn lại rơi trên đôi hàng mi cay. Cần một vòng tay yêu thương đồng say say. Tình mình còn đây nhưng anh đổi thay. Không thương anh không nhớ anh không cần trái tim. Chiều buồn lại rơi đôi môi lại run lên. Cần một nụ hôn cho tan hình trên vang. Còn đợi chờ chi anh không còn yêu em. Nhưng em quá yêu đôi cứ mãi tiếc nuối. Rơi trên đôi hàng mi cay. Cần một vòng tay yêu thương nồng say say. Tình mình còn đây nhưng anh đổi thay. Anh không thương anh không nhớ anh không cần trái tim em. Chiều buồn lại rơi đôi môi lại run lên. Cần một nụ hôn cho ta ngừng trên vai. Còn đợi chờ chi anh không còn yêu em. Nhưng em quá yêu đôi cứ mãi tiếc nuối. Vì em đã quá yêu anh. Vỗ tay thật lớn dành cho hai nữ ca sĩ mỹ tâm của chúng ta ngày hôm nay nào. Cảm ơn các bạn dancer và cảm ơn Vũ Công Lâm Vinh Hải. Coi như là hai tiết mục này là quá ngang tài ngang sức rồi. Kẻ tám lạng người nửa cân, không biết cảm xúc của anh nghĩ như thế nào khi mà xem hai tiết mục này ạ. Hôm nay phải nói rằng Phạm Lịch, em khác hẳn so với hai tuần trước luôn đó Lịch. Anh thấy em tự tin hơn rất là nhiều trong phần trình diễn của mình. Bởi vì em biết rằng thế mạnh của em không phải là giọng hát, mà bây giờ bắt chước một nữ ca sĩ hàng đầu của Việt Nam như Mỹ Tâm nữa thì là càng là chuyện không đơn giản. Cho nên thứ nhất, cái thông minh của em và kể cả bạn Thắng luôn á, là khi chọn hai ca khúc vui tươi, sôi động kết hợp với vũ đạo để cho người ta có thể rằng à, cái tiết mục nó vẫn hấp dẫn và phần nào có thể là che bớt đi những cái khiếm khuyết nếu có trong giọng hát của mình. Thật ra cái trang phục này của Phạm Lịch nó chưa có giống lắm so với cái bản gốc của Mỹ Tâm. Anh nhớ là bản gốc là cái phần ngực này nè, nó có những cái bèo hay những cái hoa gì đó. Nhưng mà phần nào cũng đã tạo ra được một hình ảnh giống với Mỹ Tâm.
cái thời mà Mỹ Tâm hát cái bài này. Đó là cái hay của Phạm Lịch, khi chú ý về cái vẻ bên ngoài của mình cũng như là về cái phần vũ đạo. Cái bài này Mỹ Tâm vừa hát vừa nhảy, chắc chắn nó sẽ có những cái đoạn không có được tròn trịa, giống như khi mình quay một cái sản phẩm MV. Vì vậy hôm nay khi mà Lịch là vũ công chuyên nghiệp quá, đẳng cấp quá giỏi rồi, thì cái việc nhảy á, nó không có phải là cái chuyện khó với Lịch. Nhưng Lịch vẫn cố tình tạo ra một chút xíu gì đó nó hơi loạn choạng một tí, nó hơi vụng vụng một tí trong những bước nhảy của em, để cho giống với bạn gốc, có đúng vậy không? Đúng ạ, em làm y chang bản gốc luôn ạ. Đó. Tại vì cái style nhảy đó và bây giờ là khác nhau hoàn toàn ạ. Và cái bài nhảy này lại là do một biên đạo múa, chứ không phải là biên đạo nhảy dàn dựng. Nên là động tác nó nhẹ nhẹ, nó mềm mềm ạ. Thì đó là những cái chi tiết mà Lịch nghiên cứu rất là kỹ, mà thể hiện lại một hình ảnh Mỹ Tâm với cái bản hát này. Nó rất là giống, gần như là hoàn hảo luôn đó Lịch. Chúc mừng em. Với Thắng thì anh lại nghe vẫn ra cái chất giọng khàn nhiều hơn là giọng trầm. Và anh chưa nghe ra được cái âm vực của cái giọng của Mỹ Tâm, trong khi ở Phạm Lịch anh lại nghe ra nha. Ví dụ như nãy anh có ghi Phạm Lịch hát mấy chữ bất ngờ nè, ngó lơ, cái chữ lơ em lên nó, cái âm vực nó bên trên này nè, nó ra nó rất là giống Mỹ Tâm. Còn về cái phần diễn thì em làm tuyệt vời, là bởi vì sao? Em đã mời luôn cả vũ công Lâm Vinh Hải, là cái chàng trai trong cái MV gốc của Mỹ Tâm, lên sân khấu luôn, thì nó quá đúng rồi còn gì nữa. Em đã làm gần như trọn vẹn tất cả những cái chi tiết có trong cái MV đó, từ cái cách mà em gạt chân cái cô nữ kia, rồi cái cách mà em ký tấm bill với canh chàng ở quầy thu ngân á, rồi những cái chi tiết mà em dừng lại nửa chừng rồi sau đó đi ngang qua, hoặc là dán một cái tờ giấy bà khùng lên trên cái vòng ba của cái cô tình địch mình, thì tất cả những chi tiết đó em tái hiện lại rất là rõ nét trên sân khấu luôn. Và duyên dáng, em cũng rất là thông minh khi chọn bài hát này. Em biết rằng nếu như bây giờ mình hóa thân thành Mỹ Tâm với những cái MV mà quay đẹp thiệt đẹp sẽ rất khó, mình sẽ lộ những cái nhược điểm của cơ thể, hình vóc của một người nam. Cho nên chọn cái bài hát mà Mỹ Tâm quấy chấp nhận làm xấu mình, như hình ảnh của nhân vật cô gái xấu xí. Và bài hát này nó lại có cái sự diễn xuất, cần cái sự duyên dáng, thì em làm cũng được luôn. Thì nhiêu đó thôi cũng đã ăn điểm rồi. Còn về cái phần giọng hát, dĩ nhiên một giọng nam sẽ rất khó để bắt chước một giọng nữ. Cho nên là ở cái phần đó thì anh có thể gọi là mình bỏ qua một phần nào đó, nhưng mà về cái vĩnh chu của một cái tiết mục nhìn chung là em làm rất trọn vẹn luôn nha. Cảm ơn em và chúc mừng em. Cảm ơn anh đại nghĩa rất nhiều ạ. Bây giờ đến phiên chị Linh được chưa? Dạ. Dạ em mời chị ạ. Lịch nhá, phải nói là hôm thứ hai là đã tiến bộ rất nhiều về thanh nhạc so với cả cái vòng đầu tiên. Hôm làm Phan Mạnh Quỳnh đó chị đó, ha. Đến bây giờ lại tiến bộ tiếp, thì chị nghĩ là Tuyết Người Như Lịch á, là không phải là một người có thể ngay lập tức tweet một cái là đổi ngay, mà Lịch là một người mà sẽ mỗi lúc một ít bồi vào, và khi mà đã đổi là bền vững. Nên chị nghĩ là nếu mà Lịch mà vào vòng sau thì chắc chắn là mọi người sẽ càng ngày càng thấy sự tiến bộ của Lịch. Phạm Việt Thắng cũng rất đáng khen, bởi vì là này, Thắng chọn tất cả những cái gì lợi thế để có thể thể hiện trong cái phần biểu diễn của Thắng. Có nghĩa là phần biên đạo làm sao này, phần chi tiết từng ly từng tí để mọi người cảm giác đây đúng là một MV của Mỹ Tâm được tái hiện ở trên sân khấu của gương mặt thân quen. Và điều đấy trông thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra là một sự đầu tư rất là kỹ lưỡng với rất nhiều trí tuệ ở trong đấy, không phải chuyện đùa. Và để mà so sánh thì chị sẽ không so sánh gì cả, mà chị sẽ dành cả hai lời khen cho hai tiết mục này. Đây là cái sự tiến bộ vượt bậc của cả hai bạn qua hai vòng đấu. Và mỗi một vòng đấu các bạn đều có những cái riêng của mình, đều đầu tư rất là nhiều trí tuệ, suy nghĩ, nghiên cứu và tôn trọng giám khảo, tôn trọng khán giả. Dạ, em cảm ơn chị Mỹ Linh rất cảm nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất là nhiều ạ. Xin mời giám khảo Nguyễn Hùng Thuận ạ. Anh thì thật sự là anh rất là thích cái tiết mục này luôn. Thì Lịch, anh có cảm giác là bạn có lợi thế hơn một chút xíu so với bạn Thắng. Bởi vì cái tiết mục gốc của Tâm á, là vừa hát live sân khấu vừa nhảy. Thì nó đúng cái sở trường của em. Còn cái phần của Thắng á, là tái hiện một cái MV. Thì như cái MV, cái quy trình làm việc thì em biết rồi, người ta đã thâu cái audio trước rồi, người ta chỉ quay cảnh lại thôi, chứ người ta không hát thật ở trong cái MV đó. Mà Thắng là vừa phải hát, vừa phải diễn cả cái MV đó, rồi phải làm như thế nào, nhớ cả những cái động tác múa giỏ gì đó cho nó đúng hết, rồi những cái gạt chân vân vân. Thì cái phần của Thắng nó hơi khó hơn một so với Lịch. Rồi cái cuối cùng là Thắng cũng hơi gentleman. Khi mà chọn cái tiết mục thì cuối cùng coi như cái lợi thế là nhường cho bạn nữ rồi. Gần như là hát là chỉ nghe giọng nữ nhiều hơn. Còn cái quãng nó không phải là cái quãng của giọng nam. Nên là Thắng hát thì gần như là tụi anh không nghe được nhiều. Mà chính vì vậy thì anh cũng đánh giá cao cái sự hy sinh của em cho tiết mục này. Có một cái chi tiết cuối cùng muốn nói là anh chơi với Tâm mười mấy năm rồi. Thì Tâm đã từng giảm cân, cũng từng hơi hơi tăng cân, nhưng mà chưa bao giờ anh thấy Tâm đô con như vậy cả. Chưa bao giờ thấy Tâm tập tạ. Dạ, anh tập gym mỗi ngày, anh tập mười mấy năm mà anh chắc là cái tay anh cũng không bự bằng cái tay Mỹ Tâm này đâu. Em cảm ơn anh rất nhiều.
Anh không biết đây là lời khen hay lời chê. Không, anh khen thôi. Khen đi mơ dễ. Anh rất thích tiết mục này luôn. Mà cái bắp chân ông cũng thon đó chứ. Chị có mang vớ da đó chị, để nó nịch cái bắp chuối lại. Với lại che bớt. Là nhìn thấy có thấy cả lông chân. Trời ơi, trời cạo đi chứ. Em đang định không nhắc tới cái điều đó. Em thấy nãy giờ rồi chị ơi. Nhưng mà mình nhìn thoáng qua thì đâu có thấy đâu. Mình cho các bạn về chỗ đi cho bạn chắc chắn chết bây giờ đó. Vâng à. Cảm ơn ba vị ban giám khảo của chúng ta. Rồi một tràng vỗ tay dành cho Phạm Linh và Phạm Duy Thắng các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Rồi xin mời hai bạn về chỗ nha.